Hậu bị chê phát tướng, Phan Như Thảo nỗ lực lột xác ngoạn mục đón năm mới. Khi mang thai nhóc Tì, bà mẹ một con lên tới tận 70kg, nhiều lần đã tìm đến thuốc giảm cân cũng như tập thể dục, nhưng vẫn không thành công. Người mẫu từng cho biết, mình không có ý nghĩ đến việc giảm cân nhiều vì thiếu quyết tâm và ông xã cũng không ủng hộ. Phan Như Thảo được nhắc tới nhiều trên các diễn đàn thông qua diện mạo thay đổi, nhưng cô lại chẳng nghĩ đến việc trở lại vóc dáng xưa vì chồng không ủng hộ. Nhưng cách đây không lâu, người đẹp làm khán giả bất ngờ vì khoe ảnh ép mỡ tại gia. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu vừa đăng tải khung ảnh luyện tập thể thao tại nhà. Đối với những mỹ nhân khác thì điều này không quá xa lạ, nhưng với Phan Như Thảo, đây lại là một vấn đề. Dù thân hình cô đã phát tướng, tăng cân rất nhiều, nhưng không đề cập đến việc giảm cân vì thiếu quyết tâm và vẫn mong muốn được ăn uống ngon. Bà mẹ một con khoe khi bé ù ép mỡ. Có thể thấy, Phan Như Thảo đang mong muốn có một thân hình khỏe khoắn, thon gọn hơn một tí để đón Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, chị em phụ nữ nỗ lực giảm cân để tự tin mặc nhiều kiểu trang phục khác nhau. Ở góc máy này, trông Phan Như Thảo không quá xô xê như những lần đi sự kiện và bị chụp lại. Kể từ khi mập lên, người đẹp rất hạn chế việc chụp ảnh và những bức ảnh chia sẻ thường là ảnh chụp cận mặt. Nhiều bạn bè và khán giả đã để lại những lời bình luận động viên tinh thần, bởi lẽ họ biết rằng cô rất bận rộn với công việc từ Sài Gòn đến Đà Lạt. Lịch trình tất bật nên việc dành thời gian cho giảm cân cũng khá khó. Mọi người nhắn nhủ cô cố lên vì tập thể thao không chỉ dành cho việc đốt mỡ, thân hình thon gọn mà nó còn rất có ích cho sức khỏe. Cơ thể được vận động là điều cần thiết mỗi ngày. Trước đó, trên trang cá nhân, ba mẹ bồ câu từng đăng tải đoạn clip ngắn cùng ông xã đại gia tổ chức sinh nhật cho con gái đầu lòng tại trường. Mọi khoảnh khắc khi quay cận và cựu người mẫu đã nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Ngoài lời chúc nhóc Tì đón tuổi mới, lại có những lời kém duyên từ cư dân mạng bàn tán về thân hình quá đà của cô như tưởng bà bê bánh cho cháu. Ngay sau đó, cựu người mẫu nhận được rất nhiều lời động viên khuyên cô đừng quan tâm nhiều đến những lời bình luận tiêu cực. Mập nhưng khuôn mặt phúc hậu, mình lại thích như vậy. Khổ các bà mẹ, các chị, các em băn khoăn giữ dáng cho Thảo ghê, đâu ai cần. Nay sinh nhật con gái người ta nha, mấy người vô duyên quá vậy. Cô nàng từng bị chê già khi mới có một cô công chúa. Bà mẹ một con hài hước cho rằng, có người nói mình đeo kính, nhìn như bà già 40 tuổi, mà mình sắp 35 tuổi rồi nên mình vẫn quyết định đeo kính liên tục nha. Mặc kệ bao lời bàn tán về diện mạo ngoại hình, cựu người mẫu vẫn rất tự tin, cho rằng mình béo hơn nhưng trông rất phúc hậu và làn da mịn màng, ai nhìn ngoài đời cũng thường dành lời khen. Được biết, Đức An là người chăm sóc vợ con kỹ nên ai trông cũng mũm mĩm và rạng rỡ. Điều đó đã gây cản trở rất nhiều trong việc lấy lại vóc dáng mảnh mai cho chân dài sau khi sinh nở đến hiện tại. Cho dù mẹ của bé bồ câu có đánh mất đi thân hình chuẩn siêu mẫu như xưa, nhưng hiện tại chồng đại gia Đức An của cô lại ra sức ủng hộ việc ăn uống của vợ. Phan Như Thảo khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa phấn khích với hình ảnh tập yoga như thế này. Họ mong đợi rằng một hình ảnh mỹ nhân vừa xinh đẹp, làn da mịn màng, mặt phúc hậu và thân hình thon gọn khi xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật.